cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, trong tâm tình biết ơn về hồng ân tạo dựng, con bắt đầu ngày mới cùng với mẹ Maria. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, mẹ Maria chia sẻ nỗi đau đớn của Chúa Giêsu nhưng vẫn vững vàng trong sự hiến tế của Ngài. Bằng thái độ như thế, con sẽ hiểu được nỗi đau nơi các tạo vật và thể hiện sự tôn trọng qua các hành động cụ thể, khích lệ con quan tâm đến ngôi nhà chung của mình. Con xin dâng ngày mới hôm nay theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Và xin Cha thương, có những anh chị em con ở Việt Nam đang gặp nhiều đau khổ về thể xác, khủng hoảng tinh thần, mất niềm hy vọng. Xin Cha thương xót họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.